Ủa, Tuấn là gì này? Nhìn con Tùng trông kiếp chưa? Tùng mùa lại khắm. Đùa, Tùng mùa này ngắm bài ái nhỉ? Hiểu nhỉ? Ui, quả đứng thân kìa. Này, nhìn này. Mày hiểu nó đẳng cấp Tùng mini chưa? Ui, bắt đầu từ đoạn bệ đi ra nhìn nó đã khiếp rồi nhỉ? Rồi nó bay từ cái chân ông sáo ra kìa. Bay từ chân ra. Đường thân chạy xuống. Mày thấy cái đường thân ấy, nó tương ứng làm cho người ta liên tưởng đến cái nhạc cảm của tiếng sáo ấy kìa. Ừ. Đấy. Xuống lên nhỉ. Ừ. Đây, cái đoạn đường chân này ở trên này xuống này. Ừ. Đấy. Đấy, Tùng mà có Tùng trông mấy cái chân thế thôi, Tùng mà được cái chân như thế ngày xưa là quý lắm đấy. Ừ, được cái bệ như này là khiếp lắm đấy. Thời các cụ ngày xưa. Ờ. Bây giờ thì không nói gì. Bây giờ thì có nhiều cây có chân có chiếc thứ. Và ủa, con này phê vãi này. Cái Tùng này mới biết tiểu sử nào không? Ừ, nhà này. Lá tao kể cho nghe. Để nguyên này nhá, tao chụp phát. Nghe tình đơn phương nhà hoa đã như mây âm thầm đợi chờ nhá. Tùng ngoài sống à? Ngang bật rồi. Cây này sẽ đặt tên nó là Dậy Vợ. Cây Tùng này á? Ừ, vợ đặt cây Dậy Vợ. Tại sao lại là cây Dậy Vợ? Đang hướng thiên, đúng không? Bình thường cây cối mọc hướng dương, hướng thiên. Nhưng mà không cho mày hướng lên nhá, gập đầu mày xuống, bắt cắm xuống đất. Thì vợ hỏi, thế như thế là ý gì? Anh là ý gì? Thì lúc đấy bảo với vợ là em ạ, gỗ Tùng nó cứng như thế, đúng không? Mà anh còn bắt nó gập xuống được. Đây này, đầu nó cắm xuống đất đây này. Mà nó còn không dám dậy, vẫn là sống tốt. Đấy, may là không chết em vẫn sống tốt. Thế nên là em thôi. Nếu mà cái cây Tùng này nó gợi cho mày cái ý tưởng đấy. Nếu như mà em cảm thấy em cứng hơn gỗ Tùng thì ok em bật anh. Còn nếu mà không cứng bằng thì thôi em ngoan đi. Đấy. Cái nghệ thuật ấy là mỗi người có một cái liên tưởng khác nhau. Thế thì anh liên tưởng đến điều gì? Cây Tùng này của mày đúng không? Ừ. Tao liên tưởng đến cái là ngóc xuống đéo ngẩng lên được. Cái đây. Có đúng không? Đúng không? Nhưng mà đến đây đang khởi lên ngóc mẹ được. Thế mới phải có trai bán thích mẹ bán thế liên tưởng của ta hay không? Điều gì cũng phải để một ông rượu đang ngồi dưới đang uống bán thích để cho nó lên lại. Ngóc xuống ném ngẩng lên được còn đéo nữa. Ôi, thế thì chắc là vợ nó bắt bán tông bán tháo ngay cây này. Không được để cây này trong nhà. Thế thì mày tặng lại cho anh Đoàn đi. Rồi, con Tùng này bây giờ vào mùa nó bắt đầu bật ra nhìn trông khiếp quá nha anh nhỉ. Tùng này á? Ờ, nhìn đây, các cái đầu cối nó bắt đầu nó phọt đây này. Thế con Tùng bé này mình thấy nó khao. Bé nhưng mà rất là già đấy nha, bởi vì nhìn da nó này, nhìn chung này. Ui. Đừng đi. Trắng bóc này. Tùng nó đẹp của cái nét nó nghênh ngang. Mà con này gần như các cụ ngày xưa hay gọi là mịn tít đấy. Thì con này bây giờ là hoàn thiện rồi đấy, còn gì nữa, đúng rồi. Con này từ giờ thì cứ gọi chơi bông, lắp bông mà làm càng đẹp. Chúng ta mà chơi rồi. Cho cái tay rồi cắt cái kia mà. Tùng hay quá nhỉ. Ừ. Mà nhìn rất là điệu nhá. Ừ. Nó ôm một phát nó gấp. Tùng của Hà Nội chơi nó không giống như Tùng Nhật. Vâng. Cái lối chơi của Tùng Nhật nó khác. Còn đây là Tùng này là mình theo phong cách người Hà Nội xưa đấy. Ừ. Đấy. Nhưng ngày xưa làm lối làm Tùng cũ đẹp thì có như Bắc Khang, Gia, Cụ Mẫn. À, Cụ Mẫn Tùng là trên cả đấy. Nói chung là đấy là cái lớp tài hoa cũ đấy.
rồi là còn lại là người cũng có nhiều người khác nhưng mà làm không tới. Bây giờ thì nổi lên là em thấy bảo là có một anh cái tùng gì đấy thôi đúng không? Chứ còn bây thì... giờ á? Vâng. Bây giờ làm tùng thì nhiều người làm được chứ không chỉ anh Việt Tùng. À. Điều là anh Việt Tùng thì anh có một cái phong cách nó, mà anh thứ nhất là đầu tiên là anh chuyên làm tùng. À, thứ nhì nữa là anh có một cái phong cách riêng. Vâng. Chuyên tùng thôi, không sang xì luôn. Và tùng của anh ấy được nhiều người ghi nhận là đẹp. Vâng. Thế là quý rồi. Đúng rồi. Nghe em cũng hỏi. Giọng nào nghe nó khác nhỉ? Nghe nhạc hoa nắm cây anh còn thấy nó rất hợp gu đúng không nhỉ, nhìn cái cây bạn ấy rồi càng phiêu nghe mà nghe cái nước hoa mới Diệp Lệ Nghi mà thấy thế nào? Đang nghe quen Diệp Lệ Nghi thì nghe sang cái nước hoa thì thấy nó hơi bình bình, nó không được sắc như bà kia nghe nó vẫn sắc hơn. Đấy, nhưng mà giọng nam thì làm sao mà có những cái đoạn gắt như giọng nữ như thế được đúng không? Thế mà đánh giá là nghe thì mày thấy cái nào hay hơn? Nghe thì tốt. Thế thì phải nghe thêm mấy lần Lưu Đức Hoa nữa thì mới đưa ra được chính xác được. Chứ bởi vì đang nghe quen Diệp Lệ Nghi về Lưu Đức Hoa nghe mới có một lần thì cũng khó ấy. Phải nghe kiểu nghe lâu mình ngấu ấy. Nếu ấy, cái bài này. Nếu như mà nghe và kỹ thuật về kỹ thuật thanh nhạc thì Lưu Diệp Lệ Nghi đọc chết. Ăn đứt. Bỏ đi. Đấy bây giờ mình lại nghe Diệp Lệ Nghi nhá. Thế đúng, nếu mà về thanh nhạc, về kỹ thuật thì bà này bà bóp chết nhỉ. Nghe nó vãi đi ngồn này. Nhìn cái thần thái của một minh tinh ấy. Sân khấu to như thế này đúng không? Vang. Ca sĩ nổi từ dưới lên. Đặc sống nhá. Đặc sống luôn đấy. Cái tiếng đấy là tiếng sáo cũng thổi sống luôn, Đây là một cuộc trình diễn kinh điển mà, buổi là buổi kinh điển mà, cái sân khấu nó to thế này.
cái âm thanh, cái dàn âm thanh mà cách đây bao nhiêu năm nó làm là kinh khủng lắm. Ừ, thôi đấy, cách đây 20 năm trước cơ mà. Ôi, thấy chưa? Mà ngày xưa ấy là người ta hát mộc. Ngày xưa là người ta hát mộc chứ không có chỉnh sửa như bây giờ đúng không? Không, không có hỗ trợ như bây giờ đâu. Đấy, những đoạn này thì bóp chết còn gì nữa đúng không? Cái giọng của bà ấy nghe đanh và chắc và vang. Đó là sao được, chưa kể thần thái đúng không? Đang từ rất cao mà xuống thấp. Hay đúng, đúng rồi. Mà lời nó hay nhờ. Mà biết cái lời của bài này sáng tác trong trường hợp nào không? Cái ông này đi đến sông Trường Giang. Ừ. Thì đấy thì thấy sóng cái gì đấy, cái đoạn mở đầu ấy. Ừ. Thế thì mày biết thế là sai bét rồi. Ui kì luôn là cái vớ vẩn. Mày ấn xin tốc đi. Cái bài này, lời bài này này. Ừ. Là viết khi mà cái ông đấy, ông ấy đi toilet bị đau bụng tào tháo đuổi. Rồi đau bụng tào tháo đuổi. Mày dám cá với tao không? Ơi anh cứ kể cho đi. Ông này. Ông này. Nha, khi mà được ông, cái ông nhà văn khi mà được viết lời cho cái bài này. Ừ. Thì khi mà cái người bạn của ông ấy gửi cho ông cái lớp bài nhạc để ông ấy nhớ và ông viết lời đúng không? Ừ. Thì bố bị tào tháo đuổi. Đưa cái đau bụng đi đấy. Thì là bố ngồi trong toilet, bố mới nghĩ ra cái lời sóng dâng sóng trào đấy. Không phải đâu. Thông tin thế thì chết. Thông tin đúng không? Không. Đấy nhưng mà đúng thì sao? Không, thông tin là thông tin là cải. Nếu đúng thì mày mất bữa đi chó nhá. Ok. Ok nhá, đấy sớt đi. Không. Sớt đi đi. Sớt bài lời của bài đi, sớt đi. Vớ vẩn. Mày chết rồi. Từ xưa nay mày chưa có ai cá mà thắng tao cả. Mày lại thêm một nạn nhân mới rồi. Từ xưa nay đuổi chưa có ai cá độ với anh mà ăn được anh tấm nào. Đây đúng rồi. Sống dung sống chào là bị đau bụng. Vậy nhảm nhí quá. Thôi rồi, cuối tuần này là có rượu bát hết của anh bạn rồi nhá. Ok. Thịt chó là của Tuấn Anh. Ok. Chứ rồi mất oan bữa chó. Oan đâu mà oan. Của ai? Ai làm gì mà oan? Ui. Ở trên này có cái video bà Diệp Lệ Nhi năm 71 tuổi. Ừ. Hát đến Thượng Hải của TVB này. Năm 71 tuổi. Thôi mày tắt đi. Không, để xem là 71 tuổi xem mặt bài thế nào. Vẫn xinh. Xong rồi quay. Ui, 71 tuổi mà như này á? Ồ, đây là bốn mấy đi chứ. Ui, đây là bê mà 71 á? Ngon vãi. Đây là bốn mấy đi chứ, 71 đâu mà 71. Ui dồi, giọng bà đấy á. Ừ, đây 71 tuổi đấy, nó vẫn hạn thế đấy. Trông cũng khác gì chị Điệp nhà anh đâu. Anh nhìn gì nữa. Ui, cái giọng vẫn không đổi nhỉ. Vẫn phải ra, vẫn đanh như thế luôn. Hay thật. TVB quay đi nha.
đấy, ca sĩ nhà người ta đấy nhỉ. Em phải giật mình lúc bà nhìn bà này trên trên này mà bà 14 tuổi. Giọng hát vẫn hay. Có tội là hơi bị yếu rồi. Đúng rồi, không được đánh nhiều hồi trước. Đỉnh cao. Đúng rồi, chứ còn ngày xưa là kỹ thuật thì vẫn tuyệt vời, nhạc cảm vẫn tuyệt vời, nhưng mà cái hơi bị yếu hơi không? Đúng không? Không còn cái nội lực như hay nữa. Ca sĩ nhà. Cái này là một trong năm cây tùng. Ngày xưa mổ của mình cùng sai cái này à, mà là cối, mà là cối, ớ cũng cối à. Một cây bên chủ Đức Nha là con Huyền. Rồi ok, con này thì là sau khi tao lấy chủ Đức thì con này là lấy cùng con đấy đấy, con Huyền trong chậu nông chậu ớ. Đồ này là một này thì con đấy là mua hai cây, ông Minh có lấy là hai cây, tao lấy cả hai cây, một là con Huyền đấy, hai là con này à. Mày hồi đấy đắt lắm. Ủa, thế phải gần chục năm rồi còn gì nữa. Chưa hồi đấy. Trong chục năm thì không đến. Bảy năm, năm năm, bảy năm. Đấy, tầm đấy. Thì mẹ bảo bây giờ đi kiếm tùng năm thì kiếm ở đâu ra. Anh chị bảo này. Đúng thật, lấy đâu ra cái lô đấy bây giờ thôi. Thì tất nhiên là phôi này có thì chịu khó cắt lại hay gì nữa. Chạp lắm. Ăn cắp được bao nhiêu mới được như này chứ, bây giờ bảo chăm lại một cái phôi tùng xong rồi 5 năm bây sau 7 năm sau chơi được nhá em nhá thì con này của năm nay thì nó khiếp lắm. Lúc đấy anh mới chuẩn nè. À giờ vẫn bưng báo để đấy. Vâng. Tức em thấy có những khó vẫn là để tạm đấy đã chơi. Chờ cậu, giờ bố mới chơi trước cả. Tầm này chơi đã đủ chết rồi. Và còn kia là vào chi tiết quá rồi nếu mà thế đúng không? Tầm này đã đủ chết rồi. Không có nhiều đâu.